Xin chào các khán giả của kênh Thể thao Dân Việt. Tối mùng 8 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Do vừa mới trải qua trận đấu với đội tuyển Indonesia tối ngày hôm trước, nên huấn luyện viên Park Hang-seo chia lực lượng đội tuyển thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các cầu thủ đá chính hoặc thi đấu trong phần lớn thời gian trận đấu, và nhóm thứ hai là các cầu thủ còn lại. Nhóm thứ nhất thì chỉ đi bộ quanh sân để thư giãn gân cốt, trong khi nhóm thứ hai có khối lượng vận động khá cao nhằm giải phóng sức ì, cũng như rèn giũa thêm các mảng miếng chiến thuật, đảm bảo sẽ ở trong trạng thái sẵn sàng thi đấu nếu nằm trong sự lựa chọn của ban huấn luyện ở trận đấu tới. Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn đã được đưa đi chụp MRI để kiểm tra tình hình chấn thương. Tuấn Anh bị đau cổ chân sau một pha vào bóng thô bạo của một cầu thủ Indonesia, còn Văn Toàn bị đau ở vai và hông. Căn cứ kết quả chụp phim, các bác sĩ của đội tuyển sẽ có giải pháp điều trị hồi phục phù hợp nhất cho hai cầu thủ này. Theo đánh giá ban đầu, Tuấn Anh và Văn Toàn may mắn không bị tổn thương về xương, nên sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại tập luyện bình thường. Trong sáng nay mùng 9 tháng 6, toàn đội sẽ được lấy mẫu xét nghiệm để test COVID-19. Đây là quy định bắt buộc của AFC đối với các đội tuyển trước mỗi trận đấu.